không xứng đáng là một ca sĩ. Đàm Thị Hương là tên bưng cô của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cánh tay của Đảng. Chúng con cực lực phản đối tên cộng đô Đàm Thị Hương không được tới đất nước Hoa Kỳ, địa bàn California. Chúng con cực lực phản đối Đảng tên cộng đô Đàm Thị Hương. Đàm Thị Hương là người Việt, nó không cứu người Việt trong nước, mà Đàm Thị Hương ra đây cứu người Mỹ tấn. Đó là một điều không xứng đáng là một người dân nước Việt. Con quyết định rằng, con chỉ rằng Đàm Thị Hương là tên tàu cộng, đã đảo tên tàu cộng Đàm Thị Hương. Đã đảo tên tàu cộng Đàm Thị Hương. Đã đảo tên tàu cộng Đàm Thị Hương. Hắn không xứng đáng là người Việt. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Đảng Cộng sản Đàm Thị Hương. Đảng Cộng sản Đàm Thị Hương. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Phải bỏ đất nước Cộng sản mà đi. Tiếp tục đi vô để mà coi cái trình diễn của tên Đàm Vĩnh Hưng. Một tên nano. Quý vị thấy rõ ràng cái sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng ở vòng miền Nam Cali đã gây ra những phản ứng như thế nào. Và tôi biết rằng cái kẻ mà đang tổ chức ở tại Bắc Cali này, tôi đang muốn nó là một cái người như thế nào. Tại sao giờ phút này vẫn còn giấu không cho anh em chúng tôi biết. Nó muốn thử chúng ta ở đây coi làm cái gì. Cho nên giờ phút này tôi muốn biết kẻ nào đứng sau lưng để tổ chức cái buổi ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng ở tại trung tâm của Ấn Độ ở đây. Đó là điều chúng tôi muốn biết. Mà chúng tôi thấy rằng ông thị trưởng của thành phố Vietnam là một người Việt Nam, ông Richard Trần. Đáng lẽ ông phải hiểu được, ông cũng như chúng tôi đã phải bỏ đất nước ra đây, thì có lẽ là ông phải hiểu rằng chính ông cũng như chúng tôi, chúng ta không thể nào chấp nhận cộng sản được. Tôi thấy anh Anthony vừa nói, tôi rất cảm kích. Một người trẻ làm ở trong thành phố Vietnam là một nghị viên, nhưng đã có một cái nhìn rất là chính xác. Và tôi mong rằng trong tương lai những buổi họp như thế, anh Anthony sẽ nói với ông thị trưởng và tất cả những vị trong giới chức của thành phố Miêu Tát sẽ có những cái biện pháp làm thế nào. Chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản thì chúng ta cũng không chấp nhận cộng sản có mặt tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý đồng hương trong một cái buổi tối lạnh lẽo mà quý vị đã cùng với chúng ta đến đây để chống Đàm Vĩnh Hưng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tất cả bỏ bỏ mồ mả quê cha đất tổ, vượt ngàn trùng, thậm chí cả trăm ngàn đồng bào của chúng ta đã bỏ mình trên biển cả, ở rừng sâu để tìm hai chữ tự do. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ngày hôm nay để phản đối sự hiện diện của văn công cộng sản Đàm Vĩnh Hưng. Hơn nữa, chúng ta phản đối bất cứ sự xâm nhập của cộng sản tại miền đất tự do, nơi đã cứu mang những người Việt tị nạn khắp nơi. Kính thưa quý vị, sự có mặt của văn công cộng sản tại miền đất tự do này đã khơi lại niềm đau đớn, đau thương, tan tóc mà chế độ cộng sản đã gây ra trên mảnh đất quê hương thân yêu Việt Nam của chúng ta. Trong khi bọn chúng cố gắng ru ngủ và đưa những văn công cộng sản Việt Nam qua đây, qua chiêu bài, qua nghị quyết 36 của chúng, trong khi trên quê hương đất nước của chúng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp những người dân vô tội, cướp đất, bắt bớ, và đau đớn hơn tất cả và nhục nhã hơn tất cả là chúng đã cam tâm cắt đất dân biển, những mảnh đất gian sơn gấp bóc của tổ tiên của chúng ta cho tàu cộng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong giờ phút này đây, trong tâm tư của các cá nhân chúng tôi đây, thật sự rất là đau đớn khi thấy quê hương mảnh đất
Việt Nam thân yêu bên bờ Thái Bình Dương ngày hôm nay, và không biết trong tương lai sẽ còn hai chữ Việt Nam thân yêu nữa hay không. Vì thế ngày hôm nay chúng ta phải phản đối bất cứ sự xâm nhập của Cộng sản Việt Nam ở bất cứ không gian và thời gian nào. Và cá nhân chúng tôi, một người sinh sau một thành phần của thế hệ hậu duệ, chúng tôi xin quyết tâm cùng sát cánh với thế hệ cha anh, cùng tiếp tục công cuộc đấu tranh cho đến một ngày nào quê hương đất nước Việt Nam sẽ có thật sự tự do, dân chủ và sự vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Một cái thành trì chống cộng từ suốt 43 năm qua
có mặt của tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin quý vị hãy cho mình một tràng pháo tay thật là lớn. Chúng tôi xin đa tạ, xin đa tạ. Quang hô sao không dễ.